Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel Samaya này. Hôm nay thì mình lại cập nhật cái lô xe mô tô rồi ô tô nữa nha anh em. Thì mình sẽ quay full cửa hàng, có những dòng xe rẻ, dòng xe mắc tiền tùy theo loại. Thì địa chỉ là 64 Nguyễn Tri Phương, khu phố Bình Minh 2, Giang, thành phố Giang, Bình Dương. Thì đồng hành giới thiệu mình trong nay có anh Phong, số tự giới thiệu của mình thôi. Xin chào tất cả anh em nha. Thì cái số lượng xe trong một cái video nó rất là dài, với lại cái không gian của mình cũng không có quá rộng. Thì anh em xem cần chi tiết về chiếc nào đó thì anh em cứ nhắn tin qua giúp mình nhé. Mình sẽ giới thiệu về ô tô trước, tại vì số lượng nó ít. Rồi, con đầu tiên, con này nó là con Hyundai Accent. Chiếc này là số tự động, đời 2022. Và đặc biệt một cái nó chỉ đi mới có hơn 4.000 cây thôi. Đấy, hôm trước là đi có 3.900. Bữa nay chạy lòng vòng ra đến hơn 4.000 một chút. Đấy, vỏ lốp tất cả đều theo xe hết, xe không một lỗi nhỏ. Con này thì mang biển 68 của Kiên Giang và hiện tại mình đang bán ở mức giá là 439 triệu. Thì những cái giá xe như vậy ở bên mình đều bao rút hồ sơ, kể cả mô tô hay là ô tô đều bao rút hồ sơ và đều bảo hành cho anh em là 6 tháng nha. Rồi, con này. Con bên đây thì nó là con Mazda 3. Mazda 3 này nó là đời 2021, nó là bản Deluxe. Bản Deluxe, xe lăn bánh được 50.000 cây và mang biển 92 của Quảng Nam. Và hiện tại thì chiếc này mình đang bán ở cái mức giá nó là 515 triệu. Rồi. Còn chiếc bên trong là chiếc 7 chỗ, nó là dòng Toyota Veloz. Con này nó bản cao nhất rồi, cam 360 các thứ là đầy đủ hết, bản cao nhất của cái dòng này. Hiện tại chiếc này mình đang bán 599 triệu. Nó là xe 2022 và lăn bánh được 54.000 cây. Okay. Rồi, còn bên đây thì có Toyota Altis. Chiếc Altis này thì nó là xe 2017 bản 1.8G, xe biển số 60 của Đồng Nai và lăn bánh được hơn 90.000. Con này thì có lỗi nhỏ ở cái bên góc bên kia nắp capo bị cấn nhẹ bên đó. Anh em làm sạch sẽ đẹp gọn gàng rồi, chủ cũ người ta đi bị cấn nhẹ. Và chiếc này thì đang có mức giá là 445 triệu. Ở đây thì có thêm Honda City bản RS. Honda City bản RS này thì nó là xe 2022 và lăn bánh được là 50.000 cây, biển Bình Phước, vỏ theo xe hết. Chiếc này thì hiện tại mình đang bán là 480. Ok. Còn con bên đây thì nó là con Hyundai Elantra 2021. Con này là nó là số sàn. Số sàn thì xe đi được 84.000 cây. Hồ sơ mình đã rút sẵn rồi. Hiện tại thì đang có mức giá là 410 triệu. 410. Rồi, với ô tô với mô tô thì mình sẽ bắt đầu từ con này đi. Chiếc đầu tiên này thì nó là Z1000 2015. Nó mang biển số 48 của Đắk Nông. Con này thì đồ chơi cơ bản là có và hiện tại nó đi được 28.000 cây. Đang có mức giá là 160 triệu cho chiếc này. Đấy. Rồi, bên này. Chiếc bên đây thì đồ chơi nó nhiều hơn nhiều nữa. Đồ chơi hết gần trăm cục. Có bô full cổ titan của dòng thằng bô R9 này. Rồi. Quick ship này. Đấy. Quick ship. Nồi trợ lực này. Nồi chống trượt này. Rồi những cái báo số hay là ốc nghiếc thì không tính. Mình tính sơ sơ vài cái món cơ bản đấy thôi là nó đã ra hết cả gần trăm rồi. Và chiếc này đang bán ở cái mức giá là 179 triệu. 179 nha. Nó là 2015 biển số Đồng Nai. Em nghe ạ. Okay. Rồi, tiếp tục con này biển số 43 Đà Nẵng này. Ok, để coi xem còn đủ không. Con này thì nó là 2014 và đăng ký lần đầu năm 2015, mang biển số 43 của Đà Nẵng. Con này thì hiện tại mình cũng đang bán là 160. Rồi, còn tiếp nữa. Chiếc này thì nó là 2016, mang biển Đà Nẵng. Những cái chiếc xe mà mang biển Đà Nẵng thì anh em sang tên toàn quốc có 1% thuế thôi.
Đấy, con này thì mình đang bán là 175. 175. 175 triệu. Rồi. Rồi, con này. Con này anh em Kiên Giang đặt cọc. Con này thì nó là đăng ký lần đầu năm 2021, mang biển số của Đà Nẵng luôn. Và xe mới đi được có 2.400 cây thôi. Lên duy nhất cái chống đổ với cái gương gù thôi. À, ba đun gầm thôi, còn đâu là nguyên bản. Con này thì mình đang bán là 270. 270. Rồi, con này là Honda CB650R. CB650R thì còn 2 chiếc. Con chiếc màu xám này thì nó mang cái biển số của cái anh An Giang. Hai chiếc CB này nó đều là chủ phố hết đấy. Anh em sang tên thì đâu cũng chỉ đóng 1% thuế thôi. Đấy, chiếc đầu tiên này đi 14.000. Thì dàn ngoài thì có bọc keo, có lên thêm chống đổ với lại bảo vệ lốc máy. Con này thì đang bán ở mức giá là 169. Đấy. Còn con bên trong này thì nó đang rút hồ sơ và đi có 3.700 thôi. Xe là đời 2021, đang bán giá là 189 củ. 189. 189. Rồi, Triumph Triton 660. Triumph Triton 660 thì chiếc này nó là xe 2024 và nó mới lăn bánh được có hơn 2.000 cây thôi. Hiện tại thì đang bán là 196. 196. Mang cái biển số của cái anh Đà Nẵng. Đà Nẵng. Rồi. Bên đây thì có Z800. Z800 này thì đồ chơi cũng rất ok. Chiếc này nó mang biển số Sài Gòn. Mang biển Sài Gòn. Xe đi được khoảng cỡ trên 20.000. Và hiện tại chiếc này mình đang bán ở cái mức giá nó chỉ có 125 thôi. Xe 125. Cực kỳ cứng. Rồi. Rồi. Con này Ducati Scamel. Scamel này thì 600 à? Nó là 800 nhé. Ducati. Con này thì có đẹp mô, đẹp nhất là đầy đủ hết nha. Đồ chơi cơ bản có như là trợ lực này. Trợ lực rồi là ba ga sau. Chống đổ. Chống đổ đèn trợ sáng. Con này mang biển số 48 của Đắk Nông và hiện tại thì mình đang bán là 189 củ. Đấy, rồi, okay. Anh em mình vào trong. Ninja 400 đi. Đấy. Ninja 400 còn thì 5 còn 5 con. Con đầu tiên cũng là con cao nhất. Và mấy con này thì đều là 29 hết nha. Con đầu tiên mang biển số 63 và đi có 10.000 cây thôi. Hiện tại thì chiếc này mình đang bán mức giá là 87. 87. Con bọn này. Con bên đây thì mang biển số 66, chạy được 25.000. Đang có mức giá là 83 củ. 83. Còn màu đỏ đen biển số 61. Màu đỏ đen biển 61 thì mang cái biển số của cái anh Bình Dương. Mấy con này đều có gắn thêm bô độ. Nghe rất là ấm cúng. Giá là 83. 83. Bên này thì có 2019 và biển Sài Gòn. Đi thì có 11.000 cây thôi. Và đang có giá là 84 triệu. Rồi, màu xanh. Màu xanh này mang cái biển số 86 của Bình Thuận thì chiếc này nó mới đi được có 28.000 và đang có giá là 80. Đấy là chiếc rẻ nhất. Ok, à, Ninja 650 luôn này. Ninja 6 thì có 2 con, đồng giá là 120, đều là đời 2021. Chiếc đầu tiên này thì có sẵn hồ sơ rồi. Nó có bô độ và bô zin đầy đủ cho anh em hết. Đấy. Biển số gốc của nó là biển số của cái tỉnh Gia Lai. Gia Lai. Hữu Bình đó là 120. Rồi, con này. Bên đây cũng vậy. Bên đây thì cũng 120, con này mang biển Sài Gòn. Đi được 14.000 cây. 120. Rồi, CB 500, CBR 500. CBR 500 thì có 2 chiếc. Chiếc màu đỏ này đi có 2.300 cây thôi. Hồ sơ rút sẵn, anh em về sang tên luôn. Và hiện tại chiếc này đang có mức giá là 90
6 tỷ. 96 triệu. Thôi, con đen này thì đi 17 ngàn. Đen này thì đang có giá là 90 triệu tròn, mang biển số 93 của Bình Phước. Ok. Ở đây thì có 25 mới về. Về thêm hai chiếc rồi 15, con này biển số 60. Đi được mười mấy ngàn ấy. Con này sẽ để cho anh em 38. Đi 18 nha. 38 triệu. Rồi, rồi tiếp tục. Con này biển 63. Con này dán tem chùm thì nhìn cũng khá là bắt mắt, là độ thêm bô AK nữa. Này để cho anh em 38 luôn. 38 luôn. Em thấy không? Đi 15 nhiều mà ngay nào nó không về á. Rồi. Bữa này thì có Vulcan, bữa nay còn 2 con. Vulcan bữa nay còn 2 con. Con đầu tiên thì nó là 2016, mang cái biển số của cái tỉnh Hậu Giang. Xe đi 10 ngàn. Nó có bô độ bô zin đầy đủ ấy, và đang có giá là 125 cục. 125. Bữa này. Còn bên đây thì nó là thằng 2020 và xe đi được 11 ngàn. Hiện tại mình đang bán là 160. Rồi, Bell 300. Bell 300 này thì đồ chơi nhiều lắm. Đồ chơi phải nói là cực kỳ nhiều luôn. Và nó mang cái biển số của Tây Ninh. Đăng ký lần đầu 2022 và hiện tại đang có mức giá là 90 triệu. 90. Rồi, CB 500F. 500F. Biển thành phố Sóc Trăng. Đi 18.000 cây. Và chiếc này thì mình đang bán ở cái mức giá là 99 triệu. Còn 500X biển số thành phố Hồ Chí Minh, xe 2018. Con này thì đang giảm xuống chỉ còn 120. Xe đi được 33.000 cây và đồ chơi rất nhiều. Ok. Rồi, con này Rosa Enfield bản Classic. Rosa Enfield thì có 3 chiếc. Chiếc đầu tiên này nó mang biển số 43 của Đà Nẵng, thì chiếc này nó đi mới có 1.300 cây thôi. Hiện tại thì mình đang bán ở mức giá là 79 triệu. Phải chấn. Còn với cái biển Bình Dương này thì đi được hơn 7.000. Đấy. Hơn 7.000 cây và đang có giá là 75. Đấy, 3 chiếc Rosan Enfield này đều là xe 2018 hết. Con này cũng vậy luôn, con này 350, 2018, 65 triệu. Biển Nha Trang. Rồi, CBR 300. CB 300R thì có 2 con. Con đỏ này nhìn nó là xe 2022 và mới lăn bánh được có 600 cây thôi. Hiện tại chiếc này mình đang bán nó là 92 triệu. 92. Màu đen. Màu đen này thì đi được 8.000. Con này thì 2020 sẽ để cho anh em là 85. 85. Mang biển Bình Dương. Ok. Z4. Z4 nó là xe 2022 và đi được 20.000 cây. Con này có độ bô AK và có sẵn hồ sơ rồi. Giá thì mình đang bán 85 triệu. 85. Ở đây có KTM RC 390, cái form 2023. Màu mới thì trước này mình đang bán là 105. 105. Nó đi được có 1.300 cây thôi. Biển Đà Nẵng. Anh em sang tên thì cũng đóng có 1% thuế. Con này bán à? Còn bên đó anh em đặt cọc này. Đó. Sáng nhắc cái cao gòn đâu bữa này bán rồi nói ha. Rồi. Anh em nói chung là xem đâu mình không biết. Nhưng mà bên này đã nói rõ là xe tồn thì bán giá cũng khá mềm rồi. Anh em bảo thì cũng lô đó như thế mà bên nào bán rẻ hơn thì cái đó tùy anh em. Cái này mình nói như thế này nè. Cái xe này là mình về hồi lúc đó là cuối tháng 8. Cuối tháng 8. Lúc đó là mình quay lên với anh em là lô đầu tiên thì mình đang bán ở cái mức giá nó là 85. Đấy. Rồi. Sau này thì đến cuối tháng 9 mới đây thôi, chắc được khoảng cứ 5-6 ngày nay thì dòng này người ta xả ra thêm nhiều vì giá nó tụt xuống và mình cũng bán với cái giá nó tụt xuống cho anh em luôn, thì anh em chốt cọc luôn. Cái này có giảm mà anh em cứ lên coi, mới quay mấy cái clip có clip giảm đó. Đúng rồi. Nhưng mà ý là anh em bảo là dễ mắc nha. Nếu mà ví dụ bây giờ nha, bên ngoài người ta vẫn đang bán bảy mấy chẳng hạn đi, mà mình vẫn giữ cái giá tám mấy thì nó là cao thật. Mình cũng phải xuống để cho nó phù hợp nhé. Okay. Chấp nhận là mình về lúc đầu giá nó cao thì mình chấp nhận bán lỗ. Vẫn phải xả để cho bằng giá. Rồi con này nó là CF Moto 300cc. Dòng này thì mình đang bán ở cái mức giá nó là 54 triệu. Nó là 2022 biển Bình Dương. Đấy, rồi. Bên này có CB R300R. Thì nó là xe 2015 nhập Thái. Dòng này thì nó có một máy thôi.
ABS đầy đủ, mình đang bán là 47 triệu. 47. Anh em mình lên rồi, trên mình lên lầu nha nữa. Làm cái này ở dưới này bán cũng nhiều không ta? Bán trống trống. Bán trống trống luôn. Rồi, lên trên này. Mình sẽ bắt đầu từ mấy chiếc này đi. Honda CB 190 thì chiếc này mình đang bán mức giá là 32 triệu. 32. Con này mang cái biển số của Ninh Thuận. Ninh Thuận. Còn với Su Bandit thì có 3 con. Con màu đen, biển số của Bến Tre thì con này mình đang bán là 28. Đang rút hồ sơ. Đang rút hồ sơ. Rồi. Con bên đây thì cũng 28 triệu màu xám. Con này cũng biển Bến Tre luôn. Đấy. Hai con này đều đi nhiều. Mà con đỏ đây thì đi ít. Đỏ này thì đi ít thì giá nó đến 32. Nhưng nó mang biển Bình Định thì mình chỉ bán bao hợp lệ thôi. Thật là Bình Định rất khó rút hồ sơ nên là bán bao hợp lệ luôn cho nhanh. Rồi anh em mình vào phần trong. Ở trong này thì có GXF. Có con xanh này là biển số 38 của Hà Tĩnh. Thì hiện tại mình đang bán là 36 triệu. 36 rồi. Triệu rồi. Con đỏ. Con đỏ đen này anh em cọc rồi. Cọc luôn, con này cọc chưa? Cọc cào cọc luôn. Anh em ta mình nói là mấy cái dòng này nó hot lắm. Về mới về của hôm qua hôm nay bán rồi. Rồi. Ở đây thì có Husky 125 thì hiện tại dòng này mình đang bán mức giá là 20 triệu một xe. Có 3 con đều đồng giá hết. Có biển hai con màu đen, một con biển 66 và một con biển 76. Con trắng này biển 66 tiếp. Rồi, ở đây có IB 2018, con này mang biển Vũng Tàu, xe rất đẹp, bị có chục ngàn cây thôi. Con này thì hiện tại đang bán ở cái mức giá nó là 36 triệu. 36 triệu. 6 triệu. Xe này thì đi ít. Xe điện. Giá này thì bao rút hồ sơ nhé. Rồi. Với GZ con đầu tiên này 2018, biển số 67 An Giang, xe sạch đẹp. Thì sẽ để cho anh em một mức giá là 48 triệu 08. Còn bên trong là 23. 23 thì biển số 48 ở Đắk Nông. Sẽ để cho anh em một mức giá là 38 triệu. Rồi. Còn bên này. Còn đó là 27 biển Tây Ninh. Thì chiếc đó sẽ để cho anh em là 40. 40. Con này không thùng nha anh em. Con bên này cũng không thùng luôn này. Con này 27 39 triệu, con này cũng không thùng, biển 84. Ok. Rồi. Con này. Con này thì có 30 thôi. Con này thì làm máy rồi. Và con này thì đặc biệt một cái nữa là không bao rút hồ sơ. Đấy, 27 không bao rút, đã làm máy, giá 30. Đấy, anh em rẻ không? Như xe tàu. Tiền nào của đó thôi. Rồi. Rồi. Rồi ở đây Avenger. Thì Avenger cái dòng xe nhập khẩu của Ấn Độ thì chiếc này em đang bán ở mức giá nó là 37 triệu. 37. Xe đi 10 ngàn cây biển Sài Gòn. Rồi. Đeo tàu thì có 2 chiếc. Màu đen biển Sài Gòn 170 thì có 18 thôi. 18. Con trong thì biển số của cái anh Đà Nẵng 125, giá có 15. Rồi. Phía bên này thì có dòng Win tàu độ cà phê thì con này biển số 24. Mình đang bán với 11 triệu. 1 triệu. Rồi. Tiếp tục AB bên này. IB 125, con này thì xe 2011 mang cái biển số của Hà Nội và chiếc này có giá 18 triệu. 18. Con này không bao rút nhé. Rồi, Ligon 200. Ligon 200 mang biển số 85 của Ninh Thuận thì chiếc này mình đang bán ở mức giá là 30. 30. Đấy. Con bên này. Con bên đây thì mang biển số 59 của Sài Gòn. Con này hiện tại thì mình bao hợp lệ, nó là thằng Ligon 150, giá là 25 triệu. 25. Tiếp tục, con này cọc. Cọc à? Element. Element 200 thì mang biển số 66 và con này 27 triệu. 27. Đấy. W175. W175, con này mang biển số 47 Đắk Lắk. Đó là xe 2018 và chiếc này đang có giá 40. 40. Rồi. Rồi, con này. GPX T-Win. T-Win 250, biển 47, xe đi mới được có 4.000 cây thôi. Và chiếc này thì hiện tại mình đang bán ở cái giá là 50 triệu. 50. Rồi, FZS nè mọi người. Có một số FZS và FZI. Mấy chiếc này đều bao hợp lệ hết. Thì chiếc đầu tiên nó FZS, biển Sài Gòn, giá nó chỉ có 15 thôi. 15. Rồi. Còn bên đây thì nó là biển 49 Lâm Đồng, nó là 150i.
Thì chiếc này đang có giá là 20. Cũng bao hợp lệ luôn. Con này biển 15 Hải Phòng. Con này thì đi rất là ít, vỏ lốp còn theo xe. Giá thì 23 triệu và cũng chỉ bao hợp lệ. Bao hợp lệ luôn. Rồi, con này biển số 67 á. Con này thì độ bô xăng lửa. Con này rẻ hơn nữa. 17 thôi. Thì đang có mức giá là 17 triệu. Rồi, con này con màu xám à. Màu xám này thì nó là biển số Kiên Giang, chạy 100.000 cây. Con này giá 20. 20. Vision. Vision 155 này cũng bao hợp lệ luôn. Con này thì giá của nó là 30. XR. XR 155 thì đang có giá là 65. Con này có sẵn hồ sơ rồi. Okay. Xe đi được 7.000 cây, biển thành phố Tây Ninh. Rồi. Bây giờ mình sẽ lên lầu tiếp anh em. Xe thì quá trời xe luôn. Xe thì rất nhiều. Trên này thì chủ yếu là phân khúc 150 dáng thể thao. Thì rồi 15 CVR và GX là chủ mình yếu. Sẽ báo vài cái dòng xe mà nó có số lượng ít. Này. Demon 200 này 42 triệu. Con này đi có 8.000 cây thôi, mang biển số 66 Đồng Tháp. Demon 150. 150 thì giá 20. Con này bao hợp lệ nhé. Rồi, con này. Đấy. Con bản GN này cũng bao hợp lệ luôn, 20 triệu. Con này mang biển số 66. GX bữa này hạn chế dữ hả? GX thì bữa này còn có 3 con thôi. Về nữa mà vẫn hạn chế luôn. Con này mang biển số của cái anh 84 Trà Vinh, xe 2020 và đang có giá là 29 triệu. Rồi. Con này biển 62 Long An. Con này thì giá của nó là 28. Biển số 62. Biển 62 Long An. Rồi, con này bữa về cọc rồi nhưng anh em lại chuyển sang R15. Rồi hả? Con này biển số 67 An Giang. Con này thì giá nó chỉ có 25 thôi. 25. Đấy. Thì GX ấy, anh em mua góp không cần trả trước. Nhưng mà bữa nay số lượng cũng hạn chế lắm nên là mua tranh thủ á. Còn R15 V3 thì đang có giá từ 28 cho đến 46 triệu. Anh em mua góp thì trả trước 4 5 triệu là góp được. Số lượng còn khoảng cứ 7 đến 80 xe. Mau gì cũng có nha anh em. Rồi. Và CBR mẫu mới. CBR mẫu mới này thì mình còn xem nào. 2 4 6 8, 10, 12, 13 con mẫu mới, màu đỏ đen và màu HRC thì đang có mức giá dao động từ 40 cho đến 53 triệu. Mua gấp anh. Trả trước 10 triệu. Đấy, ok. Rồi, CBR mẫu cũ. Mẫu 2018, 2019 này thì còn 2, 4, 6, 8, 9 con. 9 con này thì đang có mức giá từ 29 cho đến là 35 triệu. Anh em mua góp trả trước 3, 4 triệu là góp được. Thì anh em xem cần chi tiết hơn về chiếc nào, anh em cứ nhắn tin qua cho mình. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video rất là nhiều nhé.